Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn render nội thất với chương trình Lumion. Và đây chính là giao diện chính của Lumion Raw phiên bản thứ 6. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn một cái scene ở mục tab là New. Các bạn chọn một scene bất kỳ. Ở đây tôi sẽ chọn một cái là Island. Các bạn nhấp vào. Và đây chính là cái scene của chúng ta. Chúng ta lăn chuột để đi tới, lùi để đi, lăn xuống để đi lùi. Và các bạn có thể nhấn chữ W để di chuyển tới, S đi lùi, D và A trái, phải. Các bạn muốn nhanh chậm thì chúng ta nhấn Shift. Nhấn Shift là tăng tốc độ. Còn các bạn muốn chậm lại để quay một góc nhìn nó chi tiết hơn thì chúng ta đè phím dài. Đây là những cái thao tác cơ bản của camera. Bây giờ thì tôi đã có một cái phòng tôi đã dựng sẵn bằng một phần mềm 3D. Các bạn có thể sử dụng phần mềm 3D Max, SketchUp hoặc là phần mềm khác. Chúng ta sẽ chọn Import. Các bạn nhấn là Import New Model, các bạn nhấp vào. Và các bạn tìm đến thư mục cái phòng của bạn. Ở đây tôi đã tạo sẵn một cái phòng và cái file của tôi là Object. Các bạn chọn cái phần Open. Các bạn đặt tên cho nó. Rồi OK. Đây, chúng ta click chuột vào. Chúng ta bấm Escape. Ở đây các bạn lưu ý là chúng ta nên tránh việc để cái sàn của nó chạm vào cái terrain, là cái mặt đất, là cái sàn của tòa nhà chạm vào mặt đất. Vì vậy chúng ta khi render chúng ta sẽ bị lỗi. Chúng ta sẽ kéo cái đối tượng này lên. Chúng ta chọn một chain height. Bạn nhấp vào cái điểm của nó, điểm trung điểm của nó, các bạn lấy chuột và đè lên. Rồi. Thì trọng tâm chúng ta render ở trong nội thất, nên ở ngoài chúng ta không cần quan trọng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ muốn cái cửa sổ của chúng ta hướng ra biển và chúng ta muốn di chuyển camera lên xuống thì chữ W, chữ Q là đi lên và chữ E là đi xuống. Rồi. Chúng ta muốn xoay cái hướng mình, chúng ta chọn rotate nhấp vào, chọn cái điểm điểm trung điểm của nó là pivot point, và bạn nhấp vào, bạn sẽ rơi chuột theo bốn cái hướng này, đồng tây nam bắc này. Bây giờ tôi muốn cửa sổ tôi hướng ra biển, chúng ta hướng vào hướng đông ha, east đông. Vậy đang nhấn cái chuột ra, phóng escape xong. Bây giờ chúng ta đến phần ép vật liệu vào. Chúng ta sẽ đầu tiên là ép vật liệu cái cửa sổ trước. Các bạn chọn một là Materials. Thì ở phiên bản 6 này nó khác những phiên bản 5. Ở phiên bản 5 thì các bạn không thể thấy cái mục này. Các bạn chỉ thấy cái mục Material khi các bạn đang ở mục Object mà thôi. Còn bây giờ mục Material này nó là một cái tab riêng luôn. Nó nằm ở ngoài luôn. Chúng ta click vào và chúng ta chọn cái chất liệu, cái đồ vật chúng ta muốn add vật liệu, đó là class. Chúng ta chọn outdoor class. Ở phiên bản 6 này, một cái công nghệ mới, đó là công nghệ pure glass, một chất liệu kính mà rất là thú vị. Thứ nhất là nó có nhiều màu chúng ta lựa chọn, và thứ hai là nó có rất là nhiều cái, tôi thấy đây rất là dễ thương, rất là đẹp. Hình nền có họa tiết, có hoa văn sẵn. Và họ đặt cho mình, chúng ta những cái bơm sẵn luôn. Và đây cửa sổ thôi, nên chúng ta chỉ chọn kính màu xanh da trời nhẹ. Chúng ta click OK. Rồi. Chúng ta bắt đầu vào trong nhà, trong phòng. Đây là phòng tôi đã dựng sẵn, màu tôi đã add sẵn.
thì các bạn dùng những phần mềm khác như là 3D Max hoặc là SketchUp, chúng ta đều dựng sẵn cái này, chúng ta add màu vào để chúng ta dễ xử lý khi vào đây. Cái Lumion này thì chúng ta chỉ việc render hay chúng ta có không thể là xây nhà hay là build. Chúng ta có thể thêm những cái object vào. Bây giờ chúng ta sẽ add vật liệu cái sàn nhà trước, nhấp vào sàn nhà. Chúng ta chọn indoor. Sàn nhà này tôi sẽ dùng chất liệu là vải fabric, nhấp vào. Giờ tôi muốn nền này là màu kem chẳng hạn. Đây, tôi sẽ muốn cái nền này màu kem. Khi bạn zoom xuống, bạn lăn xuống, bạn zoom xuống. Bây giờ chúng ta sẽ double click vào cái vật liệu chúng tôi mới chọn để chỉnh sửa cái property của nó. Đầu tiên gloss là độ bóng. Bạn có muốn cái nền này bóng hay không? Xin lỗi, gloss chính là cái độ mờ và độ sắc nét khi mà nó phản chiếu ra. Reflectivity đó là độ bóng của nó. Mấy thông số này chúng ta giữ nguyên. Còn cái scale này bạn càng kéo về bên tay trái đó, càng nhỏ đó, thì chúng ta thấy là nó nhỏ dần. Bên phải thì càng nó to dần. Vậy bạn để nguyên cái thông số của nó 0.9 đi. Rồi. Màu sắc. Nếu bạn muốn tô màu, bạn nhấp vào một color gradation. Bạn chọn màu. Xanh, đỏ, tím, vàng gì đó. Vân 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 vân. Còn không thì thôi, mình kéo về ban đầu. Click OK. Rồi. Tường này màu cam thì tôi sẽ để nguyên. Tường màu cam, màu trắng tôi sẽ để nguyên. Cái thứ hai nữa, đây, chính là cái tiếng Anh gọi là cái baseboard. Tôi làm gọi là chạy chỉ đi ha. Chúng ta nhấp vào. Chúng ta chọn indoor. Chọn một vật liệu giống nó luôn. Click vào xem. Đây, một ha. Tiếp vào. Tôi đổi lại 0.9. Cho nó cùng cái sàn. Chúng ta OK. Rồi, chúng ta là có sàn. Chúng ta có tường. Giờ chúng ta đến cái những cái vật dụng xung quanh. Đầu tiên là chúng ta có cái ghế salon. Chúng ta nhấp vào. Indoor. Thì ghế salon, ghế sofa này, chất liệu đó là vải fabric. Ở đây có sẵn những chất liệu, bạn nhấp vào bạn xem. Tôi có thể chọn màu xanh này hay màu đỏ. Màu đỏ hoặc màu xanh. Tôi chọn màu xanh này. Click OK. Rồi. Chúng ta sẽ chọn cái ghế này. Indoor fabric. Chúng ta chọn màu xanh để cùng màu với cái ghế salon ở đây. OK. Tiếp. Chúng ta tiếp tục cái office này. Phần màu đen này là phần nhựa. Chúng ta chọn indoor. Chọn plastic. Phần nhựa này sẽ cho nó là phần nhựa bóng. Ở đây bạn nhìn kỹ, những cái nhựa này nó có sần sùi. Nó có sần sùi, có người ta có add vật liệu cái bơm. Tôi không thích, tôi sẽ chọn cái vật liệu nhựa bóng. Đây, glossy bóng. Nó thể nó chiếu ánh sáng ra, glossy này. Bạn đổi màu nó, bạn nhấp vào một color này. Bạn kéo hết cây. Tôi cho nó màu đen, bạn kéo hề về màu đen. Ta OK. Bạn zoom. Ta sẽ thấy độ bóng của nó. Right. Còn cái phần bánh xe, tôi sẽ cho nó màu xám hoặc màu trắng cũng được. Bạn click vào. Bạn cũng có thể chọn phần nhựa giống hồi nãy, chọn plastic. Và cái cuối cùng, chọn cái glossy số 7 này, nó 2 chấm. Double click vào, kéo hết cây và cho nó phần màu trắng. Còn độ bóng, độ tương phản, cái relief này lát tôi sẽ nói sau. Bạn cho nó giữ nguyên. Click OK. Bạn zoom lại. Tôi thấy độ bóng của nó. Rồi, chúng ta xong phần cái ghế, cái bàn. Cái bàn này tôi sẽ muốn cái mặt bàn là màu trắng để cùng với hai cái kệ trên. Bạn nhấp vào. Bây giờ màu thì chúng ta ở cái tab custom này, bạn chỉ việc chọn cái color và nhấp vào. Và nó màu trắng của chúng ta.
cái flicker reduction chính là cái hạn chế cái độ giật hình khi chúng ta ép vật liệu. Có những cái vật liệu, có những cái đối tượng khi chúng ta làm 3D đó. À, xin các bạn. Có những cái vật liệu khi chúng ta làm 3D đó, nó bị đụng chạm với nhau. Thì khi ép vật liệu thì nó sẽ bị lỗi xảy ra, thì cái này để xử lý cái việc đó. Chúng ta để nguyên để các bạn tôi không bị gì hết. Các bạn đúng xèo. Rồi, đến chân bàn. Và nhấp vào chân bàn. Chúng ta vẫn chọn indoor. Ở đây có một metal kim loại. Thì những hai cái tôi thường dùng nhất là aluminum, nhôm và cái chrome. Cái chrome này. Đây, cái chrome này chúng ta gọi inox. Sao? Rồi. Chân bàn màu đen các bạn giữ nguyên, nó rất nhỏ. Tiếp. Cái màn hình này. Chân màn hình sẽ là cái chrome. Này. Ở đây tên của cái vật liệu này nó để sẵn vì người viết cái màn hình này ta đặt tên sẵn cho từng cái parts của nó. Bạn chọn indoor metal chrome. Bạn có thể add vật liệu nhiều cái cùng lúc rồi bạn bấm save cũng được. Nhưng tôi thường làm một cái bấm save một cái để cho đừng có bị nhầm lẫn mất công chỉnh sửa nhiều cái. Rồi đến cái này đây ghi là white glossy plastic, chúng ta có luôn nhựa trắng bóng, chọn indoor plastic, cái cuối cùng maxi double click vào kéo hết cây, chúng ta được màu trắng rồi đó. Còn bạn muốn màu đen cũng được, cứ dùng màu đen trắng mà tôi thích, tôi dùng màu đen đi. Rồi chúng ta ok. Rồi đến cái màn hình này thì màn hình giữa cái TV đó và cái laptop này nó hiểu là một, tại vì khi lập trình ra hai cái này cùng thông số nên nó hiểu là một. Bạn chọn nó. Bây giờ tôi sẽ tạo đổ bóng cho nó và tôi muốn màu đen, tôi không dùng chất liệu gì hết, tôi sẽ dùng cái vật liệu gọi là standard. Standard này đó là vật liệu chung để chúng ta tùy biến. Các bạn nhấp vào thì nó sẽ hiện màu trắng và nó phản chiếu. Nó phản chiếu tại vì chúng ta cái reflectivity của chúng ta. Bây giờ mình chọn color, mình chọn màu đen và mình kéo hết cây. Các bạn thấy độ bóng của nó. Cái gloss này, cái reflect này mình giữ nguyên một hết đi. Chúng ta ok. Rồi, tại sao trong phòng mà nó lại phản chiếu ở bên ngoài? Thì đây là một vấn đề mà nhiều người làm phương nhân có thể quên. Lúc đầu tôi làm tôi cũng quên. Đó là vì chúng ta chưa có đặt có một cái vật thể gọi là Reflect Control. Các bạn vào một Object. Có nghĩa lúc này nó chưa có hiểu là nó sẽ phản chiếu cái gì. Nó chỉ phản chiếu thế giới bên ngoài chứ nó không phản chiếu cảnh ở trong phòng. Chúng ta chọn một Object. Các bạn chọn một là Light and Special Objects. Nó đây, nó click vào. Bạn chọn cái Entity. Nó đây. Cái Reflect Control. Các bạn nhấp vào. Các bạn rây chuột. Ra giữa phòng. Ra giữa phòng. Đây, các bạn để dưới sàn cũng được. Và nhấp vào. Các bạn để ý nha. Chúng ta nhìn vào cái TV sẽ thấy nó phản chiếu bên ngoài. Khi chúng ta để vào trong phòng cái. Lập tức nó đã phản chiếu trong phòng của chúng ta thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ kê cái khối cầu này lên ở giữa phòng. Nó mới đúng. Các bạn xung quanh phòng đây, nó là giữa phòng. Bây giờ mọi vật đều phản chiếu trong cái khoang phòng này thôi. Chúng ta tiếp tục đến cái iPad này. Chọn một Material. Chọn một cái màn hình. Standard. Màu sắc màu đen kéo hết cây. Ok, còn cái miếng nhựa này bạn đổi cũng được, cái này người ta để sẵn, tôi cho nó màu đen luôn, tôi cho nó màu sáng 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 chút. Đây
À, bát trắng đi. Cross điểm nguyên hương cho đồ bóng. Ok. Còn đây là cái bàn phím. Nếu bạn không điều chỉnh gì hết thì nó dùng vật liệu cố định của nó. Màu đen. Rồi, bàn phím là tôi để cố định luôn. Đến cái đèn này là nhấp vào. Nhưng cái đèn này là một object, không có một cái phần nào nhỏ hết, tôi nhấp vào. Tôi sẽ cho nó là nhựa trắng, indoor, plastic, tới cuối cùng, glossy, màu sắc, tôi cho nó màu trắng, kéo hết cây. Ok. Rồi. Tới cái laptop. Đúng rồi. Tới cái laptop. Laptop này tôi muốn nó màu đẹp một chút, nổi bật màu đỏ chẳng hạn. Ở đây nó chia làm nhiều phần, phần thân nên là phần đáy, top cái màn hình, screen cái màn hình, xin lỗi, top và phần key. Bây giờ tôi đổi cái phần dưới, cái bottom dưới. Chúng ta phải chọn màu sắc. Màu sắc này thì nó không có tương phản như mình thích được. Rồi chúng ta chọn cái standard, chọn cái màu sắc, mình chọn màu bạn muốn. Màu này chẳng hạn. Right. Chúng ta. Ok. Ở trên đây cũng vậy. Standard. Trong màu bạn muốn. Ok. Một phím này tôi cho màu trắng. Cho nó màu trắng, trắng bóc luôn. Ok. Rồi, trên bàn chúng ta xong. Còn cái thùng PC Tower này chúng tôi giữ nguyên. Tôi chấm kim loại hết rồi, tôi cho giữ nguyên hết đi. Giờ nó màu đen. Rồi, mình đến cái MP3 này. Cái MP3, cái loa Bluetooth này. Giờ tôi sẽ áp vật liệu cái khung loa các bạn thường thấy. Thực ra đây là những cái khung của nó, chứ không phải là màu đen. Đây là những khung. Bây giờ một đặc điểm ở Lumion 6 đó là khi chúng ta ép một cái vật liệu vào thì nó tự động tạo cái pump cho chúng ta. Thì ở bên 3D Max hay những cái phần mềm 3D khác gọi là cái pump. Ở phiên bản cũ Lumion cũng gọi là cái pump, nhưng bây giờ nó đổi tên rồi. Chúng ta nhấp vào, chúng ta bắt đầu làm, chọn standard. Rồi, các bạn sẽ chọn là True Color Map. Thì cái đây chính là chọn cái màu, chọn cái hình để nó gắn vào. Còn bên dưới đây sẽ chọn cái pump là cái gợn sóng cho nó gắn vào. Và chúng ta chỉ việc chọn cái tấm hình thôi. Còn lại bao nhiêu thì nó sẽ tự làm hết. Ở đây tôi sẽ kiếm kiếm một cái vật chất liệu là cái. Tôi kiếm cho bạn xem. Thì các bạn lên Google, các bạn có thể search là white sticker header. Ở đây tôi có làm thử, ở đây tôi đau rồi. Rồi các bạn thấy chưa? Đây, các bạn gõ là sticker, white sticker header, nó ra một vài cái. Chúng ta open. Rồi, bạn thấy lập tức cái pump này nó sẽ làm với chúng ta luôn. Phiên bản cũ thì chúng ta tự làm bằng tay, chúng ta qua Photoshop, chúng ta đổi màu thành tím hoặc là xanh dương, nó chuyển hiệu tím hoặc xanh dương thôi. Rồi, bây giờ cái loa này nó quá to, không phải, chúng ta bắt đầu với một scale. Các bạn scale càng nhỏ lại, các bạn thấy bắt đầu nó đúng rồi, nó thật hơn rồi. Đây, đây chính là cái loa. Thì cái tester này tôi đao nó hơi nhỏ, khoảng 500 pixel. Các bạn kiếm khoảng 1000 trở lên thì nó đẹp hơn. Nhỏ quá. Rồi các bạn scale cái nhỏ lại. Ok.
Rồi. Các bạn xem. Đến thấy cái vành này, là cho nó chrome đi. Inox. Indoor natural chrome. Rồi ok. Chúng ta xong bên đây. Xong khu này. Đây là bốn bức tranh. Bạn có thể ráp bốn bức tranh cách tương tự để tôi làm vào với cái loa này. Ví dụ, bạn chọn tấm hình này. Chọn vật liệu standard. Đây là tấm hình gốc của tôi. Đây là tấm hình gốc của tôi. Nếu bạn lỡ chọn tấm hình khác, bạn không thích nữa, bạn muốn trở về tấm hình gốc, bạn chỉ bấm cái thùng rác bên đây. Bây giờ tôi sẽ để nguyên. Máy cap. Rồi. Bây giờ đến hai cái kệ gỗ này. Các bạn để ý, tại nó là một mà tôi copy hình hai nên nó sẽ hiểu, nó sẽ tự hiểu. Chúng ta sẽ không cần làm hai lần. Cái lumen hai lần như vậy. Rồi, cái tụ gỗ này tôi sẽ cho nó gỗ và cam, hai màu chủ đạo, gỗ cam trắng. Chọn dữ liệu gỗ. Indoor. Hầu như chúng ta chỉ dùng indoor thôi, không có dùng outdoor. Indoor wood. Các bạn xem thử gỗ nào thích hợp các bạn. Tôi dùng gỗ này 004. Box này tôi sẽ dùng màu cam. Box này tôi sẽ dùng màu cam. Rồi, ok. Cái tay cầm này là Chrome. Indoor metal chrome. Cái vành này tôi sẽ nó màu trắng. Rồi kéo hết cây trắng. Ok. Đến cái máy nóng lạnh này, chúng ta sẽ cho nó nhựa hoặc là thủy tinh, cái từ glass. Ở đây nhựa thì nó không có cái nào trong suốt hết nên chúng ta bắt buộc phải dùng cái kiểu là glass, pure glass là cái mới của nó, của Lumion pure glass. Bạn cho nó màu xanh thì cũng được, tôi nghĩ là màu xanh dương đẹp hơn. Tôi xin ngọc. Rồi, bạn chọn nó. Bạn không thích, bạn phải đổi màu của nó. Bạn nhấp một cái. Đổi màu. GBA, chúng ta chọn màu của nó. Tôi dùng màu xanh dương. Cho nó giống đợt hơn. Bạn bấm. Save. Rồi. Chúng ta đi thêm một vòng, chúng ta dễ làm. Cái nắm cửa. Cho nó rôm. Rôm khác với là nhôm, cái là rôm nó bóng hơn và nó trong suốt hơn. Còn nếu bạn chọn nhôm á, nó sẽ mờ hơn. Lúc render là mình thấy nhôm aluminium này nó sẽ mờ hơn mà nó nhám nhám hơn. Rom này nó bóng hơn. Ok. Cửa này giữ nguyên. Bức tường này giữ nguyên. Đến cái kệ. Thì cái này cái kệ và cái miếng nệm tôi để lên. Mình chia làm hai. Rồi, chúng ta chọn tấm nệm trước. Indoor fabric. Và dừng lại. Tôi sẽ cho nó màu xanh. Cho nó cùng màu bên kia. Rồi. Bên dưới này. Tôi cho nó màu trắng. Fabric. Rồi tôi cho màu xanh luôn. Kệ gỗ này. Indoor. Gỗ. 04. Ok. From indoor natural from. Ok. Đưa cái giày ai đáp. Rồi. Convert on star. Rồi. Chúng ta đổi màu nó. Hay, được rồi.
Và chúng ta xoay hết một vòng, chúng ta đã ép vật liệu những cái cần thiết trong phòng của chúng ta. Còn cái bóng đèn nữa, bóng đèn này tôi sẽ cho các bạn ép vật liệu ánh sáng cho nó. Ban ngày thì bạn giữ nguyên, còn nếu bạn muốn ép vật liệu ánh sáng, bạn nhấp vào, chọn thật sự mình có hai cách. Cách light map này cũng là một vật liệu ánh sáng, nhưng tôi thường dùng cách này hơn. Tôi chọn standard. Cái mô này nhiều cái ứng dụng hay lắm, mình nhấp vào và advanced emission làm sáng, bạn kéo lại không hoặc kéo để sáng lên, sáng chói tôi cũng được. Rồi thì ban ngày thôi chúng ta tắt đi, rồi, bỏ đi. Rồi chúng ta chọn cái standard map, chọn nó màu sắc, chọn nó màu trắng ha, chúng ta kéo hết cây. Ok. Rồi. Luminen không cho phép chúng ta xây dựng build nhà, nhưng nó có đồ dùng, đồ đạc chúng ta sắp xếp vào cho nó đẹp. Rồi chúng ta chọn đến object. Nãy chúng ta chọn import là thêm vào. Bây giờ chúng ta chọn những vật liệu có sẵn trong Luminen. Các bạn chọn indoor. Tôi click vào. Thì Luminen 6 trở đi đó thì những cái đồ dùng này không khác gì với so với Lumion 5. Thấy rằng nó rất là ít đồ dùng cho chúng ta lựa chọn, rất là ít đồ. Nếu bạn không thích dùng trong đồ có sẵn thì bạn có thể add vào từ thư viện của 3D Warehouse của Google hoặc là những trang web khác. Thì chúng ta đến đây, tôi chọn sách, các bạn nhấp vào, các bạn đi lên chữ Q lên, tiếp theo xuống. Tôi sẽ cho một sách ở đây. Một sách ở đây. Các bạn sẽ xoay lại. Chọn rotate. Nhấp vào. Chọn hướng bạn muốn, chọn hướng bạn muốn. Đây. Bây giờ tôi muốn kéo nó vào vị trí. Các bạn chọn move. Và nhớ khi kéo các bạn nên bấm shift để nó giữ nguyên độ cao của nó. Có nghĩa là khi bạn kéo, vô tình bạn kéo bằng tuột tay xuống đây, nó sẽ bay xuống dưới. Nên khi bạn kéo, các bạn nhớ giữ shift để nó giữ nguyên chiều cao của bạn. Vì đâu nó cũng ngay cái độ cao nó. Rồi, tính tiếp. Để shift nha. À, chúng ta add tiếp, duplicate một chồng sách khác. À, tôi cho một cái lọ hoa vào ở giữa. À, lát tôi sẽ đổi màu sau, duplicate một chồng sách khác. Chọn rotate và kéo nó. Rồi, chúng ta cũng làm move và shift để giữ nguyên. Rồi, các bạn giữ Q để đi lên một chút, lên cao. Trang trí một chồng sách khác. Còn những sách này, những sách nằm ở trên bàn, trên ghế, chứ không để đứng được. Chúng ta còn chồng này. Ở đây, rồi thay, kéo ra. Và mua lại. Để ship. Mua cái dòi đây. Ở giữa. Rồi. Rồi escape để thoát ra. Bên đây tôi cho một vật gì đó để vào. Các bạn indoor tiếp. Đồ điện. Một cái máy khác âm ly chẳng hạn, hoặc là máy chiếu chẳng hạn. Tôi cho một cái âm ly ở đây. Rồi, ổn rồi.
Cái bình này tôi sẽ cho nó màu xanh. Chúng ta đổi cái tính chất của vật liệu bằng cách chọn mục Properties, chúng ta nhấp vào và muốn edit cái vật này trong thư viện của nó, chúng ta click chuột vào vật đó, zoom lại, đổi màu bình cho màu xanh để hợp vào cái ghế, vanish độ sáng của nó, sẽ như sáng như cái đèn vậy. Nó không cần. Rồi, Escape. Bấm này để bỏ chọn. Ok. Rồi, nhìn chung ở mặt bàn này chúng ta ổn. Chúng ta còn thiếu con chuột. Và nó có con chuột trong đây. Click vào. Rồi thay. Kéo lên. Kéo xuống. Escape. Xong. Rồi. Thì các bạn muốn decor thêm những bức tranh, đây là những bức tranh treo tường. Đây, những tranh treo tường các bạn nhấp vào và nhấp vào bên tường bình thường. Cái vali. Rồi. Giờ tôi sẽ chọn một cuốn sách để đặt lên bàn. Cái salon này. Và để vào. Xoay lại xem cái hướng chúng ta đang đọc. Đây, bên đây là cái đèn ngủ, các bạn chọn indoor, cứ click vào lighting, chọn một cái đèn đèn ngủ nào đó, tôi dùng cái đèn này, tôi click vào, nó quá to, bây giờ chúng ta muốn nhỏ lại, chọn size object, click chuột vào, kéo lên là kéo xuống. Rồi, chúng ta mua đây một chút. Chúng tôi để cuốn sách. Decoration, một cuốn sách nào đó. Lưu để đến đây. Rồi, tôi xoay nó lại một chút luôn. Xoay nó. Rồi, nó bị đụng rồi. Tôi mua nó, nhớ để ship. Này. Có đôi giày. Đây là phòng tôi thiết kế cho team. Indoor. Assorted. Assorted. Phòng này team thì cho đá banh. Ok. Rồi. Đèn. Nếu không có đèn trần này thì tôi sẽ gắn một cái quạt trần vào. Chúng ta có quạt trần ở đây. Nhưng không có máy lạnh. Lưng lên này không có máy lạnh. Chỉ có máy giặt thôi. Cái PC này tôi đào bên warehouse 3D. Rồi, chúng ta đã xong phần add vật liệu và object. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành render. Render thì chúng ta trước hết phải chọn khung hình để render. Các bạn nhớ đè chuột phải để di chuyển khung hình. Tới rồi vẫn đè chuột phải để di chuyển rất dễ dàng. Rồi khi chúng ta ưng ý một cái góc nào đó, chúng ta đã chọn và nhớ lùi trong cái khung hàng nhất định thôi. Rồi. Chúng ta chọn chữ photo. Click vào. Thì đây chính là cái ống kính len của chúng ta. Tăng giảm, chúng ta để cố định đi. Và bằng lỡ giảm nhiều quá, bạn muốn di chuyển nó chính xác hơn để giữ shift để di chuyển cái cự ly nhỏ hơn chẳng hạn. Giờ 15. Anh nào 15 tôi đến 15. Ok. Rồi, bạn đồng ý với cái khung cảnh này rồi. Bạn đưa chuột vào cái shot đầu tiên và install camera. Đây là một cách để lưu cái khung hình của chúng ta. Các bạn chọn view để quay lại. Cách lưu thứ hai, cách này nhanh hơn. Khi bạn di chuyển trong cái
cái bill, các bạn nhấn Ctrl và số chúng ta muốn lưu, ví dụ Ctrl 2 là tôi lưu 28. Bây giờ tôi quay lại cái khung hình thứ nhất, chúng ta Shift 1, Shift 2 để quay lại. Lưu là Ctrl cộng số, còn quay lại là Shift cộng số. Rồi, tôi lưu một cái khung nữa. Đây một chút. Đây. Chúng ta có số 3. Rồi, 1, 2, 3. Chúng ta vào là photo, chúng ta xem. 1, 2, 3. Nếu bạn muốn chỉnh sửa, các bạn cứ chọn cái khung hình cho ta chỉnh sửa. Rồi, muốn thay đổi, chúng ta click vào Store Camera. Còn để xóa một camera, chúng ta phải double click vào chữ Remove. Rồi, khi có camera rồi, chúng ta bắt đầu chỉnh ánh sáng. Chọn Weather. Ánh sáng này, trong lưu này chúng ta không quan tâm về cửa sổ. Vì cửa sổ ở bất kỳ đâu, chúng ta đều cho ánh sáng vào phòng được. Tại vì nó vừa có hướng và vừa có độ cao của mặt trời. Đây tôi cho ánh sáng vào bằng vào cái phòng càng sâu càng tốt. Hoặc là vào đến cái bàn làm việc cho nó thật và cho nó đẹp. Các bạn thấy ánh sáng có thay đổi trong phòng này. Sun height mặt trời lên mặt trời xuống, có hoàng hôn nữa các bạn. Rồi tôi cho nó buổi trưa này, tôi đồng ý rồi. Bây giờ chúng ta quay lại cái photo, chúng ta khoan render, chúng ta sẽ áp dụng một số cái hiệu ứng. Các bạn để ý cái bóng nắng này, nó răng cưa. Nếu chúng ta không ứng áp dụng cái effect này, nó sẽ rất là răng cưa. Và effect shadow, các bạn chọn 2. Nếu mấy các bạn yếu á, ở đây Lumion thì nó dùng card màn hình để nó render. Thì nó đề nghị là chúng ta dùng dòng những dòng card như là của GTX, GTX những dòng 650, 750 trở lên thì càng mạnh thì render càng nhanh. Thì mạnh hơn nữa các bạn có thể chọn Super. Tôi nghĩ chọn 2 được rồi. Và một cái đặc điểm nữa của Lumion 6 đó là cái Omni Shadow. Omni Shadow này á, nó sẽ làm hiện rõ những cái góc phòng, những cái đường kẻ, những góc phòng. Ví dụ như đường này, tôi càng kéo lên thì nó càng hiện rõ những góc này lên. Chúng ta có Before là có những năm, tôi kéo lên thì càng hiện rõ những góc phòng này để ánh sáng nó đi thật hơn. Quan trọng là các setting của nó. Rồi, cái shadow này chúng tôi tôi đã để là 2. Rồi, các render ra nó sẽ không quan cưa nữa mà nó rất là rõ. Tiếp nữa chính là cái reflect. Các bạn chọn effect, chọn reflection. Các bạn để nha, khi tôi bật on thì cái hiệu ứng này sẽ thay đổi liền. On, hey, off, tôi zoom lại. Khi on á, nó sẽ thật hơn. Có phải chứ thật hơn, off. Tôi cũng chọn medium. Rồi chưa, đó là chúng ta mới bật thôi. Chúng ta chưa đặt những cái bảng phản xạ của nó, phản chiếu của nó. Chúng ta chọn edit. Chúng ta đặt những cái plan lên những vật liệu chúng ta muốn phản xạ, chứ nó không tự nhiên phản xạ được. Và nó chỉ hiệu ứng này chỉ tác dụng với những cái vật như là kính hoặc là cái reflection thôi. Đầu tiên chúng ta chọn cái màn hình này, nhưng cái vùng này có vật nào phản xạ thì tự động nó nhận biết, mình nhấp vào này. Tiếp nữa tôi sẽ cái màn hình thứ hai này, add plan. Hai cái. Ở trên bàn tôi có hai cái thôi. Cái cửa sổ bằng add lens luôn. Đây, phòng tôi hết cái đồ để phản chiếu rồi. Và nhớ những cái mặt phản chiếu này nó phải là mặt phẳng. Chứ chúng ta không phải add những cái bình này chẳng hạn, hay là những cái
cái khung này chẳng hạn. Còn cái nền của chúng ta là bằng vải sợi, ok. Thì vải sợi nó không phản xạ đâu. Rồi, chúng quay trở lại. Và một điều nữa ở lumen 6 đó là hiệu ứng cho từng khung hình. Các bạn dùng lumen 4, lumen 5 á, thì hiệu ứng áp dụng cho mọi khung hình. Ví dụ bạn làm khung hình 2 này mà làm hiệu ứng xong, tất cả đều có hiệu ứng hết. Nhưng ở lumen, tôi nhớ là ở lumen 5.7 và 5.3 trở đi bắt đầu xuất hiện cái thay đổi này. Nên định đỡ mất công, bạn phải làm lại từng khung hình. Bạn chọn khung hình đã làm hiệu ứng rồi, edit, các bạn chọn edit, copy effect và paste, paste vào những cái khung hình khác. Đây, chúng ta đã có. Rồi. Đây cũng là một cái mới luôn, đó là render photoset, là render một lần nhiều cái khung hình. Ở phiên bản 5 á, thì chúng ta không có cái mục này, chúng ta từng render từng tấm hình. Bấm xong để render rất là lâu. Từ 5.3 nó sẽ có photoset. Và điểm thứ ba nữa, nãy giờ ba điểm mới rồi. Ở Lumen 6 này là cái Hyperlight Tool. Rất là hay. Đây chính là cái tiên quyết, cái tiêu tiêu đề, cái tiêu chí để thể hiện cái mức độ chân thực của lumen intensity 50. Đây tôi chọn 200, đang dùng 200, càng cao thì càng sáng, và tùy vào cái mức độ cái sinh hai của bạn, bạn có thể thử bằng cách chọn từ 50, 100 đến 200. Ở đây tôi chọn 200. Rồi, ví dụ chúng ta sẽ render thử trước một tấm hình khi đã xác đầy đầy đủ những thông số rồi. Ở đây tôi sẽ chọn trước cái stop. Tôi sẽ bắt đầu render. Thì thời gian render của Lumion rất tuyệt vời. Với một tấm hình kích thước 1920 nhân cho 1080, bạn có thể mất 2 tiếng, 3 tiếng hoặc hơn để render một tấm hình với kích thước cho nó. Nhưng đối với Lumion chưa đầy 20 giây, tôi đã xong tấm hình. Các bạn vào xem. Đây. Đây chính là lumen. Khá là đẹp. Sắc nét. Rất tốt. Rồi khi bạn đồng ý với một cái tấm hình render thử này, bạn bắt đầu render một cái set. Ok, rất ổn, ok. Và turn on cái này lên. Và nó tự động render 3 tấm hình cho bạn. Bạn muốn chi tiết đẹp hơn nữa, bạn chọn print hoặc là poster rất đẹp, nhưng mà thôi chúng ta chọn chế độ desktop là đủ dùng rồi. Cái hay của Lumion chính là thời gian. Tức là chính là thời gian. Render một tấm hình và chỉ mất 20 giây, 30 giây là điều quá sức tuyệt vời. Nó tiết kiệm thời gian cho các bạn rất nhiều. Và nếu chúng ta làm việc với những khách hàng mà không đòi hỏi sự chi tiết, thì tôi nghĩ rằng cái Lumion Render này là rất là thích hợp với các bạn. Được rồi. Để tôi tắt cái này đi. Nếu bạn bật cái Hyperlight 50 quá thấp thì ánh sáng nó không đủ vào đủ phòng và nó không có thực. Ngoài ra,
ngoài cái hyperlight ra, chúng ta còn một cái hiệu ứng để tăng ánh sáng nữa, đó là global light hoặc là global aluminum. Các bạn chọn thử nha. The effect đây, global illumination rồi. À, các bạn nhấp vào cinema càng lớn càng sáng. Nếu trường hợp phòng của bạn tối quá, những cái thiết kế của bạn tối quá, thôi tôi bỏ nó, tại vì phòng tôi đủ rồi. Các bạn nhìn vào tấm hình của chúng ta, khi render một set thì tự động thêm cái không 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 vào, rất đẹp. Tôi zoom lên, tôi thấy như vậy rất là tốt với một cái nội thất render bằng Lumion. So với Body Mask, so với V-Ray, SketchUp cũng có V-Ray, nhưng thời gian rất là lâu. Máy tôi thì dùng Core i5 và card GTX 750T, cũng tầm trung thôi. Nhưng mà render tốc độ này tôi thấy là quá hoàn hảo rồi. Vâng, thì các bạn có thắc mắc gì thì xin để lại liên lạc comment bên dưới, tôi sẽ đánh giá các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.